Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Adrock, kênh chuyên làm những sự kiện Adrock Mining từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Adrock Round 2 từ dự án Phantom Lights. Để tham gia vào sự kiện Adrock từ dự án Phantom Lights, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Và tham gia sự kiện Adrock Round 2 từ dự án Phantom Lights, mọi người sẽ có 6.000 suất may mắn. Mỗi suất sẽ nhận được 400 token có ký hiệu là FTL. Ngoài ra, top 50 người chiến thắng, top hay còn gọi là top 50 người cầm rep sẽ ăn chia được 50 suất mua IDO từ dự án này. Tiếp theo, mọi người click vào Continue để tiến hành làm nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên, mọi người tiến hành làm nhiệm vụ Song Group và Channel của dự án trên Telegram. Sau đó, mọi người tiến hành quay trở lại support, mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Mọi người tiến hành follow. Sau đó, mọi người kéo xuống tìm kiếm bài post về sự kiện Adrock Round 2 của dự án này. Mọi người like về retweet lại. Sau đó, mọi người gắn thiện 5 bạn bè của mình. Tiếp theo, mọi người quay trở lại chatbot. Mọi người tiến hành copy hashtag mà dự án yêu cầu. Rồi mọi người tiến hành tweet. Sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ tham gia cộng đồng của dự án này trên Discord. Mọi người tiến hành tham gia. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot. Mọi người click vào submit detail. Done. Rồi mọi người tiến hành gửi profile lên Twitter của mình. Để lấy tin profile mọi người vào trang cá nhân. Sau đó mọi người copy link. Rồi mọi người tiến hành gửi username Discord. Đinh. Và tiếp theo mọi người tiến hành làm nhiệm vụ retweet thêm một bài post của dự án này trên trang Twitter quảng cáo của dự án. Mọi người tìm kiếm bài post về sự kiện Adrock Round 2 từ dự án Phantom Lights. Mọi người like và retweet lại. Sau đó mọi người quay trở lại trang post, mọi người click vào yes. Tiếp theo mọi người tiến hành subscribe kênh YouTube quảng cáo. Mọi người tiến hành subscribe. Sau đó mọi người về phần kênh YouTube của mình. Mọi người tiến hành copy link kênh. Rồi mọi người gửi vào chatbot. Cuối cùng mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Phantom. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc có thể dùng ví Chuck Wallet. Về thông tin mạng Phantom mình sẽ để dưới phần mô tả video. Lúc đó mọi người có thể có được thông tin về thêm mạng về ví của mình. Sau đó mọi người bấm Status để kiểm tra lại tài khoản của mình trên chatbot. Rồi mọi người kiểm tra lại tất cả thông tin của mình. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Adrock từ dự án này, mọi người có thể copy link rep của mình, mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện để có cơ hội lọt vào top 50 người tiền rep sẽ ăn chia được 50 ví mua IDO từ dự án này. Ngoài ra phần thưởng
tiền rep của mọi người sẽ nhận thêm 8-100 người tiền rep. Và dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người kể từ sau 7 ngày khi dự án list sang. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.